Denji thức dậy trong căn nhà tồi tàn. Anh dự dã đi qua khu rừng đến đường chính. Vì nghèo nên anh đã phải bán thận. Mắt phải, sắp tới anh còn định bán theo một bên tinh hoàn của mình. Vậy mà anh vẫn nợ 38 triệu yên. Lúc này Pochita gầm gừ kêu rằng có quái vật trước mặt. Thế là Denji cầm cậu lên đi đến chỗ con quỷ đang phá hoại. Nhanh chóng Denji đã giết được con quỷ. Ông lão đứng ra và mua lại xác nó để đem đi bán. Sau khi trừ các khoản đi Denji chỉ được giữ 70.000. Tính cả tiền nước và những món nợ khác thì còn 1.800 yên. Anh nhét chỗ tiền còn lại vào túi, rồi đi qua chỗ ông trùm xã hội đen. Tên đàn em vô cùng thắc mắc vì sao lại thuê Denji Tất cả là do bố anh đã chết và để lại cho anh một món nợ lớn. Thế là tên đàn em phóng xe lên chỗ Denji Hắn hứa sẽ cho anh 100 yên nếu Denji nuốt đầu thuốc lá hắn vừa hút. Denji vui vẻ nhét vào mùng khiến tên kia lại cười ha ha ném 100 yên rồi chạy xe đi luôn. Anh lúc này mới nhả đầu thuốc lá ra và cùng Pochita về nhà cả hai cùng gặm miếng bánh mì ngày hôm nay. Denji nằm nhìn ra cửa sổ nhớ lại ngày bố mình mất. Lúc ấy chủ nợ đã đến và đòi anh phải làm việc cho ông ta để bù vào số tiền 700.000 yên rồi phóng xe đi mất. Ngay sau đó Denji đã gặp Pochita. Khi anh tưởng mình sắp bị giết thì Denji nhận ra Pochita đang bị thương nặng. Thế là anh dùng máu của mình để cứu sống Pochita. Lúc đó họ cũng thành lập giao ước sẽ sống nương tựa vào nhau. Thế là Denji đưa Pochita đến gặp chủ nợ tham gia vào việc giết quỷ, trở lại hiện tại. Khi đang cùng nhau nói chuyện, Denji bỗng ho ra máu, dường như đây là do bệnh tim mà mẹ anh để lại, nhưng không đợi Denji khỏi anh đã bị đưa đi tham gia nhiệm vụ, Denji bị đưa đến một căn nhà bỏ hoang. Anh nhìn ngó xung quanh để tìm xem quỷ ở chỗ nào, bỗng chủ nợ đứng lại. Hắn nói mình không thể chịu nổi mùi máu tanh của Pochita, và ngay sau đó Denji cùng Pochita bị đâm từ phía sau. Anh ngã gục xuống và nhìn về phía chủ nợ, hóa ra hắn đã lập khế ước với quỷ zombie. Ngay sau đó vô số xác ướp chậm chậm đi về phía Denji. Anh toàn thân đầy máu ôm Pochita chạy thục mạng, nhưng tứ phía đều là zombie. Khi đang nghĩ làm thế nào để ra khỏi đây, bước chân Denji càng chậm. Anh dùng tủ ngáng đường zombie, nhưng ngay sau đó bị tóm lại và chém một phát. Sau đó một con zombie khác đâm liên tiếp vào lưng Denji. Hàng loạt những con zombie khác cũng tiến đến. Thế là Denji cùng Pochita bị ném vào thùng rác. Máu tươi của anh chảy xuống mồm Pochita khiến nó nhớ lại khung cảnh trước khi chết. Denji gọi Pochita dậy làm việc. Họ cùng đốn củi và ăn bánh mì. Lúc này Denji lo lắng sau khi mình chết Pochita sẽ không sống nổi, vậy nên anh muốn Pochita chiếm lấy thân xác mình và tiêu diệt những kẻ làm phiền nó. Nếu có thể anh muốn Pochita sống một cuộc đời bình thường và chết an yên, và thế là cơ thể Denji bắt đầu nối lại với nhau. Pochita cũng từ từ nhập vào làm một với anh, khi Denji mở mắt anh hỏi Pochita có phải đã lấy xác mình. Nó liền nói với Denji những từ đầu tiên, Pochita sẽ đưa Denji trái tim của mình, đổi lại anh phải cho nó thấy ước mơ của mình thành hiện thực thế là Denji mở mắt sống lại. Anh mở nắp thùng rác nhìn vào cơ thể lành lặn của mình, thấy cái đuôi gắn trên ngực anh nhận ra Pochita chính xác đã nằm trong mình. Tên quỷ zombie cũng phát hiện ra sự sống dậy của Denji, hắn lệnh cho các thây ma khác ăn thịt anh, nhìn lũ quỷ trước mặt. Denji nhớ đến Pochita và ước mơ của mình, anh từ từ giơ tay lên kéo dây cưa trên ngực. Những con thây ma khác cũng tiến đến ăn ngấu nghiến Denji, nhưng dù có bao nhiêu xác ướp tấn công thì vẫn không có động tĩnh gì. Khi quỷ zombie đang nhìn về phía trước nghi hoặc, Denji với chiếc đầu cưa sống dậy chém từng con một và bay thẳng về phía chúa quỷ chém mạnh vào một bên mắt nó. Chúa quỷ liền ném Denji ra xa và lệnh cho một xác ướp tấn công Denji. Nhưng anh không hề si nhê mà chỉ liên tiếp chém từng người. Sau đó Denji càng ngày càng đến gần quỷ zombie. Anh bay lên chém một phát giữa đầu nó và bổ quỷ zombie ra làm đôi. Như những xác ướp không vì thế mà bị tiêu diệt. Thế là với thân phận thợ săn quỷ, Denji cua tay chém từng con một. Sáng hôm sau, một chiếc xe màu đen đến nhà kho. Những người bí ẩn đi vào bên trong nhìn vũng máu dưới đất. Makima tiến đến Denji nói anh có mùi của quỷ, nhưng Denji vì quá mệt nên đã ngã ngửa ra. Nào ngờ Makima ôm trầm lấy anh, cô đỡ anh nằm xuống rồi nói: "Mình sẽ cho Denji ăn uống đầy đủ nếu anh tiếp tục sống cuộc đời con người." Denji nhìn về phía những xác ướp nằm la liệt. Anh hỏi cô bữa sáng có gì? Makima nghĩ một lúc rồi nói bánh mì với bơ và mứt. Và thế là Denji đi theo cô. Anh nhanh chóng đói bụng nhưng Makima tỏ vẻ không quan tâm. Cô nói từ giờ Denji chỉ được trả lời vâng hoặc gâu, cô không cần con chó nói không. Nếu phản kháng thì anh sẽ bị giết. Denji nghe xong ngây người. Anh đã tưởng Makima là người vô cùng tốt bụng, ai ngờ đâu cô ấy lại đáng sợ vậy. Việc bị đối xử như một con chó khiến Denji nhớ đến Pochita. Lúc sau Makima nói mình sẽ đến trạm dừng chân, cô đưa cho Denji chiếc áo khoác và bảo anh có thể chọn bất cứ món gì mình muốn. Điều này khiến Denji đắm đuối Makima và rơi vào lưới tình, nhìn chỗ thực đơn trước mắt. Denji vui sướng ngất đi, khi anh tỉnh dậy thì hốt hoảng giải thích mình bị thiếu máu do bị quỷ chiếm lấy cơ thể makima nghe xong không hề hốt hoảng mà nói bản thân tin anh do cô có thể ngửi thấy cơ thể denji có cả mùi người lẫn quỷ denji nghe vậy cũng ngửi ngửi nhưng mau chóng ngất đi lần thứ hai tỉnh dậy cậu nằm trên đùi makima nhìn bát udon trước mặt denji ngoan ngoãn để cô đút cho anh ngượng ngùng hỏi makima thích kiểu người như thế nào cô nghĩ một hồi rồi nói mình thích kiểu người như denji câu nói này khiến anh lâng lâng đến cả lúc hai người đi vào thang máy Denji lén nhìn Makima rồi thầm tư tưởng lung tung, anh được cô phát cho một bộ đồng phục và người đồng hành Aki, nhận ra mình không được làm chung với Makima khiến anh rất buồn. Và thế là Denji cứ vậy bị Aki kéo đi, cả hai cùng đi vào một con hẻm ngay sau đó Aki đánh ngã Denji khiến anh khó hiểu. Aki cho một điếu thuốc lên dò hỏi có phải vì Makima mà Denji mới nhận việc này, nếu có thì anh sẽ không thể sống lâu dài. Sau đó Aki ném điếu thuốc lên người Denji nhổ một bãi nước bọt rồi rời đi bất ngờ Denji từ phía sau đá mạnh vào đũng quần của Aki khiến anh ngã lăn ra đất. Sau đó Denji cứ nhằm đũng quần Aki mà đá. Anh nói lần đầu mình được ăn udon và xúc xích nên không có ý định rời đi. Aki gắng gượng lao đến huyết Denji và đánh vào mặt anh một cái. Denji cũng phản kháng đá vào Aki một lần nữa. Thấy anh ngất đi Denji đành lôi Aki về gặp Makima nói rằng anh bị tấn công bởi quỷ giái trứng. Makima chỉ cười nhẹ rồi nói cô đã quyết định Denji vào đội của Aki. Makima giới thiệu lại Denji với Aki. Nếu không tuân theo lệnh, Denji sẽ bị xử chết giống như một con quỷ và để công việc thuận lợi, cả hai bắt buộc phải ở chung. Denji vẫn luôn tự hỏi Makima là người xấu hay người tốt, anh nhớ đến khuôn mặt cô và mong rằng sẽ được ôm tiếp. Về đến nhà Aki, Denji thử tất cả những món ăn mình từng mong ước. Sau đó anh tắm bồn và sử dụng toilet vô tư đến cả Aki còn thấy khó chịu. Sau đó họ nhanh chóng đến một nơi bị quỷ nhân chiếm đoạt và cố thủ. Cả hai cùng nhìn ngó xung quanh và đi lên lầu. Aki đạp cửa ra thấy con quỷ đang ăn thịt sống của một con ngỗng. Nó hét lên và lao đến nhưng bị Denji một phát chém bay đầu, khi thấy anh không dùng năng lực của quỷ. Aki tiến đến dí đầu Denji vào khung cửa hỏi anh định kết giao với lũ quỷ này ư? Ừ, nhưng Denji nhanh chóng nói mình không có bạn khiến Aki im lặng rồi rời đi. Thực chất lý do mà Denji không sử dụng Pochita là do anh không muốn nó dây vào đống tạp chí người lớn, nhìn xuống Aki phía dưới rồi nghĩ đến những gì đã trải qua. Denji tự cho mình một động lực để cố gắng, đó chính là được sờ ngực anh đem chuyện này đến cả Makima. Nhưng cô không quan tâm mà nói mình sẽ tặng cho Denji một cộng sự và sẽ có nhiệm vụ cho cả hai người. Và thế là Pao đẩy cửa xuất hiện hoành tráng. Ngay khi định đánh giá Pao thì Denji bị bộ ngực của cô làm cho đồng cảm. Hai người cứ thế cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ. Bao ơ dường như vô cùng ham muốn được tiêu diệt quỷ. Họ đi đến mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy quỷ đâu. Denji định nhờ và Aki thì lại sợ rằng anh ta có ý định hãm hại mình khiến Denji phải rời đi. Ngay khi đang suy nghĩ thì Bao ơ bỗng dưng chạy nhanh về phía trước cô bay qua các tòa nhà lao thẳng đến chỗ quỷ hải sâm và đập tan xác nó trong sự vui sướng trước đôi mắt chứng kiến của power hiện trường ngay sau đó được tiến hành xử lý makima cũng đến để tìm cách nói chuyện với những thợ săn quỷ tư nhân thương lượng về việc họ đã tự ý săn quỷ không có trong danh sách bởi trước khi trở thành quỷ nhân power là một huyết quỷ nên cô rất dễ hăng máu và lấy nó làm vũ khí makima cho rằng power không hợp làm thợ săn quỷ nghe vậy cô liền lôi denji ra nói rằng tất cả là do anh bắt cô phải làm thế cả hai cãi nhau lên hồi chỉ khi Makima nói rằng hãy im lặng Power mới tỏ vẻ hối lỗi, điều Makima muốn thấy ở đây là hai người họ làm việc ăn ý với nhau. Và thế là họ lại tiếp tục ở cùng nhau. Denji nhìn Power rồi nhìn lon nước mới mua được. Đây là lần đầu tiên anh có thể mua nước mà không lo nghĩ. Anh hỏi về hoàn cảnh Power để kéo gần khoảng cách. Lý do khiến cô ghét quỷ như thế là do chúng đã khiến con mèo của Power chết, và đó cũng là lý do cô rơi vào bẫy của Makima. Cả hai bắt đầu nói về ước mơ của nhau. Power hứa sẽ cho Denji bóp ngực nếu cứu được con mèo cưng của mình. Thế là anh liền vô cùng nghiêm túc tiến đến chỗ Bao nói mình sẽ băm vằm nó ra, nhờ đó mà hai người thân hơn. Denji cùng Ao -ơ đi lấy giấy cấp phép cho cô được ra ngoài, cả hai cùng ngồi trên xe điện nói về thú cưng. Nhưng cái mà Denji để ý chỉ là bộ ngực của Power anh nhìn một hồi rồi ngầm nghĩ mình khó có thể thân với cô. Lúc này Makima cũng đang phải đối mặt với những vị lãnh đạo. Họ mong muốn cô có thể kiểm soát người của mình. Makima chỉ im lặng cô mệt mỏi ngồi trên xe trở về aki không hiểu sao maki ma lại tin tưởng denji đến vậy cô nghĩ hồi lâu rồi nói vì denji có thể biến thành quỷ cưa nên maki ma thấy rất thú vị nhưng động lực của denji lại đơn giản hơn nhiều so với những người ở tổ chức nên aki cảm thấy anh vẫn là không phù hợp về phần denji và power họ đến một cánh đồng hoang vắng power chỉ về phía căn nhà xa xa và nói mèo của cô và con quỷ đang ở đó họ từ từ di chuyển đến căn nhà vừa đi denji vừa trò chuyện với power anh tự hỏi tại sao họ lại áp sát căn nhà đến vậy, và thế là Denji nhận ra mình đã bị bao ở lửa. Cô đánh ngất anh rồi lôi vào trong nhà. Ở đây một con rơi khổng lồ đang ngồi đợi sẵn. Nó nhấc bổng Denji lên và bắt đầu chơi đùa với anh. Sau khi bóp chặt Denji rơi hướng lấy từng giọt máu của anh, nhưng nó nhanh chóng vứt Denji đi và bay lên nóc nhà. Bao ơ nhìn theo con rơi im lặng. Cô không ngờ rằng Denji có thể tin câu chuyện của mình và nói con người thật ngu xuẩn. Quỷ rơi lúc này cũng đã quan sát được những con mồi xung quanh, nó chuẩn bị chuyến đi săn của mình thì bị pao ơ gọi lại theo thỏa thuận rơi sẽ phải thả mèo của cô ra nhưng con rơi trực tiếp cầm lồng mèo lên và thả vào mồm mình pao ơ ngỡ ngàng nhớ lại cảnh lần đầu tiên mình gặp mèo nhỏ vì nó quá gầy nên cô đã đem về nuôi để mèo béo lên và ăn nhưng sau đó pao ơ bắt đầu có tình cảm với mèo béo khi cả hai đang nằm trên nóc nhà nói chuyện thì rơi xuất hiện nó cướp lấy mèo con và yêu cầu pao ơ đem con người tới để trao đổi ai ngờ được nó đã ăn mất mèo con của pao ơ. Cô ngỡ ngàng nhìn Denji rồi cứ vậy để cho rơi cầm lên nuốt vào mồm. Nó giang rộng đôi cánh bay về phía thành phố chuẩn bị chuyến đi săn. Ngờ đâu Denji đã bám lấy chân rơi. Khi nó túm lấy anh, Denji nhớ lại ký ức của mình với Pochita. Anh nhắm mắt và kéo sợi dây cưa thế là một cánh tay của rơi không cánh mà bay. Rơi cứ thế bay thẳng xuống phía bên dưới khiến cô gái trong căn nhà sợ hãi bỏ chạy. Denji đứng dậy lao vào tấn công rơi quyết liệt. Cả hai đánh nhau khiến bụi bay tứ tung. Lúc này khi thấy một ông lão đang bảo vệ cháu gái mình, Denji bảo họ nhanh chóng rời đi. Anh tiếp tục đánh nhau với rơi, kể cả khi con quỷ dùng chiếc xe chứa người ném về phía Denji. Anh vẫn có thể chuyển cưa thành tay cứu người trong xe và ném nó trở lại phía quỷ. Con rơi lúc này bị bốc hỏa liền phun ra một đòn khí mạnh mẽ làm Denji bay thẳng vào tường. Nó cầm người đàn ông đang thoi thóp lên, định nuốt vào bụng mình thì Denji từ trong làn xương mờ xuất hiện. Anh điên cuồng hét lớn khiến rơi quỷ sợ hãi ném đá và vung nắm đấm về phía anh. Nó cứ thế bị Denji cưa đứt tay và tiếp sau đó là chém nổ đầu rồi ngã dầm xuống lúc này pao ơ chưa chết mà nhớ lại ký ức khi trước của mình cô đã dẫn theo mèo cưng đi khắp nơi khi nó bị rơi lấy mất pao ơ đã sợ hãi mà chạy đi tìm và vấp ngã nhìn vết thương trên tay pao ơ nhớ lại những giọt máu ấm áp và hơi ấm mèo con đem lại khi cô mở mắt ra mèo cưng đã nằm trong tay cô ở trong dạ dày con quỷ mở mắt ra lần nữa denji đã đem con quỷ xẻ làm nhiều mảnh để cứu pao ơ ra anh chỉ có mục đích duy nhất là sờ ngực cô ngay khi pao ơ vừa đồng ý thì denji hét lớn vì vui sướng nhưng không để anh mừng rỡ thì cánh tay đã bị một con run đất cắt mất và ăn vào mồm, anh ngỡ ngàng nhìn con quỷ phía trước. Ngay khi định gọi Pochita ra thì chiếc cưa ỉu xìu xuất hiện, vì thiếu quá nhiều máu nên Denji không còn sức nữa. Anh từ từ tiến đến con sâu lớn, nó nhìn Denji cười rồi châm chọc, sau đó trực tiếp dùng những cánh tay siêu dài tấn công Denji, anh không thể làm gì ngoài cách né, ngay sau khi vừa đấm vào mặt quỷ run, Denji đã bị đánh bật ra, run khó hiểu vì sao rơi có thể bị giết bởi người như anh. Thế rồi nó giơ cánh tay dài ra để bắt đầu giết Denji. Anh nhớ lại câu nói Aki bảo mình. Sau đó hét lớn lao đến chỗ Jun chém một đường. Dường như Denji vô cùng tức giận vì bị cười nhạo giấc mơ bóp ngực của mình. Anh dùng cả tay lẫn chân lao đến Jun đất sau đó lấy ruột của rơi cuốn quanh nó. Dù có bị tấn công thế nào Denji cũng tránh được. Đến cả Pao ơi nhìn còn phải thốt ra Denji chính là một ác quỷ. Ngay khi Denji định tung ra chiêu cuối thì chiếc lưỡi dài của con Jun đâm thủng người anh nó chuẩn bị nút chửng denji vào mùm thì aki đằng xa triệu hồi một con quỷ khác cắn đứt đầu nó con quái vật được aki triệu hồi biến thành khói nút chửng xác con quỷ đội cứu hộ cũng tới để giải cứu hai người denji được aki khiêng lên đưa về bệnh viện khi tỉnh lại denji nhìn ngó xung quanh anh cũng đã được ghép lại cánh tay denji hỏi về con quỷ trông rất thân thiết với aki nó là hồ quỷ mà anh lập khế ước để tiêu diệt những con khác thường thì quỷ nhân cũng giống với chủng loại này vô cùng khát máu và muốn được ăn xác con người nên aki đã hỏi về power Họ phát hiện cô đã đưa anh đến chỗ ẩn náu của rơi quỷ và nhận ra vết máu của Denji chảy dài trước cửa nhà. Nhưng Aki không ngờ đến Denji vẫn cứu Power và những người khác. Anh nhớ lại những gì mà người dân nói khi được Denji cứu rồi từ từ đưa táo về phía anh. Dường như Aki đã dần chấp nhận Denji nhưng không quên nói những lời khó nghe. Còn Denji vẫn thản nhiên chấp nhận và còn hứa sẽ học cách cư xử. Aki ra ngoài phòng cởi trói cho Power. Nhờ Denji mà cô được phán vô tội. Xong việc Denji về lại văn phòng tường thuật lại mọi thứ cho Maki mà nghe. Sau khi báo cáo xong cô hỏi Aki có muốn bỏ qua vụ này không, và dường như anh đã linh động hơn và tha thứ cho quỷ nhân. Aki ra ngoài rồi trở về phòng, sáng hôm sau như thường lệ anh tỉnh dậy đun sôi nước và rửa mặt. Aki từ tốn đánh răng rồi pha cà phê, anh đi ra ban công thưởng thức khung cảnh buổi sáng, lúc này Denji cũng tỉnh dậy. Cả hai cứ thế bình thản sống qua buổi sáng, khi họ đang nghĩ xem trưa nay ăn gì thì Pao mở tung cửa bước vào. Makima biết rằng Aki có thể dẫn dắt được họ, cô nói mình tin anh hơn bất cứ ai khiến aki ngẩn ngơ và không biết làm gì ngoài đồng ý tuy nhiên power vẫn không thể quen được cuộc sống con người sự quậy phá của cô khiến cả hai khó chịu đến cả denji cũng phải bắt tay vào làm việc nhà vì những gì power gây ra chợt cô xuất hiện ngay trước mặt anh vì đã giữ đúng lời hứa nên power cho phép denji được bóp ngực mình cô còn nói vì anh đã cứu cô tổng cộng ba lần nên denji cũng được phép bóp ba phát thế là power trong tiềm thức của denji biến từ quỷ phân thành thiên sứ anh ngại ngùng tiến đến gần Power sau đó nhẹ nhàng bóp, nhưng miếng đụng ngực rơi ra khiến Denji ngẩn tò te, anh cứ thế vô thức bóp lấy ngực của Power. Ngay khi vừa xong ba hiệp, Denji vẫn đứng im bất động như thể não bộ đã ngừng. Buổi sáng tiếp theo trôi qua, Denji vẫn không thể qua được cú sốc đầu đời. Dù Power có đánh vào đầu anh, Denji vẫn há mồm im lặng. Đến cả lúc gặp Makima, Denji vẫn trong trạng thái vô tri làm theo mọi điều Makima nói. Cô nhìn anh rồi hỏi liệu Denji có điều gì phiền muộn không? Anh liền tâm sự mình đã có một ước mơ to lớn, nhưng khi có được nó rồi thì cảm giác mà nó đem đến lại không vui sướng như di tưởng. Anh sợ sau này khi mình muốn có gì đó mà đạt được rồi thì sẽ không thể hạnh phúc hơn. Makima nghe xong cũng mường tượng ra vấn đề. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Denji rồi từ từ vuốt ve lòng bàn tay anh. Makima kéo lấy tay Denji tiến đến gần mặt mình rồi từ từ gặm nhấm ngón cái của anh. Cô điều khiển ngón tay đi Denji lướt qua bờ môi mình sau đó tiến đến ngực. Denji ngỡ ngàng bật ngửa ra phía sau. Thế là Makima -Ma từ từ tiến tới chạm gần sát mặt Denji rồi nêu ra một yêu cầu. Cô trở lại chiếc ghế của mình rồi nói. Chỉ cần giết được quỷ súng thì Makima -Ma sẽ làm mọi thứ mà anh yêu cầu. Nghe đến đây Denji liền vô cùng hứng khởi. Nhưng nhiệm vụ lần này khó khăn hơn những gì anh nghĩ. Bởi thế giới đã luôn dùng súng để đàn áp lũ quỷ. Ngay cả nội bộ cũng thế. Tất cả con người đều sợ hãi súng đạn. Nhưng khi quỷ súng xuất hiện thì nó là một điều khác. Lúc này trong một gia đình nọ cả hai cha mẹ đều đang đọc chuyện cho đứa con trai nhỏ của mình. Khi đứa lớn đến rủ em mình chơi bóng, bố mẹ họ đã từ chối và nói rằng em trai cậu đang không khỏe, nhưng em trai không muốn để anh một mình nên đã ra ngoài chơi cùng. Cả hai cùng nhau chơi ném bóng tuyết, em trai nhìn tay đỏ sau đó nghe lời anh mà về nhà lấy găng tay. Tuy nhiên ngay khi cậu em bước vào một trận bão mạnh đã đánh bay cả căn nhà trước mặt anh trai, đó chính là hậu quả mà quỷ súng gây ra. Nó đã giết 1,2 triệu người trong vòng 5 phút và cho đến giờ vẫn bật vô âm tín. Kể từ đó nỗi sợ quỷ dần to lớn hơn, lũ quỷ trở nên mạnh hơn bao giờ hết để cố hết sức kiểm soát sức mạnh của quỷ súng chính phủ còn đưa ra luật cấm súng. Denji nghe xong vẫn không mừng tượng được sức mạnh của con quỷ này. Anh đứng dậy rồi nói mình sẽ cố hết sức tiêu diệt quỷ súng. Makima liền lấy ra những mảnh của quỷ súng bị rơi rụng, lũ quỷ ăn vào sẽ mạnh lên. Makima cho rằng nếu tìm được nhiều phần cơ thể hơn chúng sẽ quay về cơ thể gốc và họ sẽ tìm được quỷ súng. Aki và đồng đội cũng đang tìm kiếm những mảnh của quỷ súng. Anh chính là chàng trai dương mắt nhìn gia đình chết. Sau đó cả nhóm đi đến một khách sạn lớn mảnh cơ thể của quỷ súng phản ứng với tòa nhà chứng tỏ quỷ súng hoặc mảnh cơ thể nó đang ở đây. Denji và Power vẫn đang tự tin chờ đùa nhau. Aki liền đưa cho cả hai mỗi người một thanh kẹo để khiến họ nghe lời. Những người đồng đội khác nhìn họ vẫn không thể tin tưởng mà giao nhiệm vụ cho cả hai. Nhưng Aki lại đứng ra giải vây giúp hai người. Lúc này một người trong nhóm nói cô ấy sẽ hôn má bất kỳ ai giết được quỷ súng. Denji nghe xong nhớ lại cảnh tượng của mình với Makima. Anh đã có động lực riêng của mình và sẽ chỉ chiến đấu vì nó. Himeno nghe xong liền kề sát tai Denji và nói cô sẽ dùng một nụ hôn kiểu Pháp trao thưởng anh. Và thế là Denji cùng đồng đội xông xáo đi thật nhanh về phía trước. Cả hai đều muốn có được nụ hôn của Himeno. Aki đứng ở một bên tự hỏi liệu mang những người này có ổn không. Họ đều biết sự nguy hiểm của quỷ súng. Himeno nhìn về phía Aki, mong rằng anh đừng chết. Thực chất đã có một người đồng đội của Himeno đã hy sinh dưới quỷ súng. Và đó cũng là thời điểm cô gặp Aki. Cả hai nói chuyện với nhau đến tận giờ. Trở lại hiện tại, cả sáu người cùng đi đến cánh cửa cuối phòng. Một con quỷ chỉ có nguyên mặt từ từ bước ra lao thẳng về phía cô Benny, nhưng nó nhanh chóng bị Pao ở cắt ra làm đôi. Đây đều là nhờ năng lực của Himeno và quỷ ma của cô. Aki liền sử dụng mảnh cơ thể của quỷ súng để kiểm tra phản ứng. Nhưng không có kết quả gì nên họ đành đi tiếp. Lúc này Himeno cũng phô ra năng lực của quỷ ma để cho Pao bớt nghi ngờ. Tuy nhiên họ nhanh chóng trở lại nơi ban đầu. Azai phát hiện ra có điều bất thường liền kiểm tra tầng dưới. Nhưng rồi họ nhận ra tất cả đã đi vào một vòng lặp của tòa khách sạn. Himeno cũng đi lên tầng kiểm tra cho chắc, nhưng rồi cô lại xuất hiện ở tầng cũ. Aki nhận thấy đây có thể là năng lực của con quỷ. Anh tiến vào căn phòng quỷ xuất hiện lúc nãy rồi đi ra bằng một cửa khác. Denji cũng ra từ cửa sổ nhưng lại trở lại cửa chính. Cả đám nhận thấy mình đã bị nhốt ở trên tầng 6. Thế là họ tụ họp vào trong một căn phòng nhỏ. Denji nghĩ rằng do Power giết con quỷ và có thể nó đã phong ấn họ trước khi chết. Nghe vậy Power giận dữ gào vào mặt anh, như năng lực của quỷ sẽ mất khi nó chết. Vì vậy họ đã bước vào bẫy một con quỷ khác còn con kia chỉ là mùi nhử. Cô Benny lúc này đang vô cùng sợ hãi không biết phải làm gì. Cô bị bắt phải bán thân hoặc làm thợ săn quỷ nên cô Benny đã không mong mình bị rơi vào trường hợp này. Nghe đến đây Power liền cười lớn. Himeno chỉ còn biết đến bên cô an ủi bởi quỷ thích nhất là nỗi sợ. Ngay cả Aki cũng nhận ra đồng hồ đã đứng yên ở 8 giờ 18 phút, nghĩa là không ai tìm đến họ. Denji chỉ đơn giản nghĩ mình sẽ được ngủ mãi mãi. Aki định nói thêm thì phát hiện anh đã ngủ say sau đó himeno gọi denji thức dậy trong khi anh ngủ mọi người đã đi tìm thực phẩm để chống đói akai vì quá hoảng sợ nên đã nhốt mình trong phòng và chỉ có aki là đi tìm quỷ himeno ngồi nhìn mọi người cô đã hút đến điếu thuốc cuối cùng nhưng vẫn không có gì xảy ra denji ngửi thấy mùi thuốc này rất giống với aki bởi người dạy anh ấy hút thuốc không ai khác chính là cô himeno hút thuốc để quên đi nỗi đau đồng đội mất ngay hôm sau aki đã chứng kiến cảnh bạn gái của người đồng đội quá cố tắt himeno đối với cô đó là một nhiệm vụ của thợ săn quỷ nhưng Aki không chịu thua mà đi đến chết kẹo cao su lên áo cô gái kia. Điều này khiến Himeno bật cười. Cả hai cùng thưởng thức bữa tối cùng nhau và đó cũng là lần đầu Aki hút thuốc. Bỗng Aki mở cửa ra xin điếu thuốc cuối cùng của Himeno. Anh đến để báo tin con quỷ mà họ giết lúc trước đã dần to lớn. Bỗng dưng tiếng động lớn khiến cả bốn người chạy ra ngoài. Con quỷ với nhiều khuôn mặt khác nhau cười nói muốn lập khế ước với họ. Chỉ cần nó được ăn Denji thì những người còn lại sẽ có thể ra ngoài. Ngay khi vừa dứt lời, cô Benny từ trong phòng chui ra với một con dao sắc nhọn chạy về phía Denji nhưng cô nhanh chóng bị Aki đá bay vũ khí và Himeno thì đánh ngất cô Aki định gọi quỷ cáo đến khách sạn đã biệt lập với thế giới bên ngoài Himeno đành dùng ma tấn công quỷ nhưng nó lại càng lớn hơn hóa ra đây thực chất không phải bản thể của quỷ mà là bao tử của nó trái tim của quỷ đang nằm ở nơi khác chỉ khi lập khế ước thì họ mới thoát ra được Akai lúc này cũng ra khỏi phòng yêu cầu Himeno giết chết Denji nhưng cả Aki và Power đều không đồng ý Họ để cho con quỷ lấn hết hành lang và ngồi nhìn. Akai cũng phát điên vì Pao ơ đưa hết thực phẩm của họ. Còn cô Beni thì mất hết ý chí cầm dao về phía tất cả mọi người. Nỗi sợ hãi khiến con quỷ dần dần lớn mạnh. Tòa nhà cũng bị nghiêng sang một bên. Ai lấy cũng bảo nên giết Denji đi. Lúc này Aki định dùng kiếm để kết liễu quái vật nhưng Himano đã dùng ma cản anh lại. Tất cả đều có ý định giết Denji. Nhưng khi cô Beni đâm dao tới, người đỡ đòn lại là Aki. Máu chảy lênh láng khiến ai nấy đều bất ngờ. Aki không muốn một thợ săn quỷ nào phải bỏ mạng. Denji cũng nói Power đến cầm máu cho Aki. Lúc này đến cả Himeno cũng hốt hoảng. Denji đành đứng ra tự mình giải quyết quái vật. Anh nhận ra nó sợ cưa của mình và nghe thấy tiếng hét đau đớn của quỷ. Nói xong Denji nhìn Aki rồi giật dây lao thẳng vào mồm con quỷ. Ngay khi nó cắn một phát máu tứa ra nhưng Denji nhanh chóng vùng lên và chém bay từng cơ thể của quỷ. Dù bị đánh cho thảm hại Denji vẫn điên cuồng cắn xé. Bao ơ nhận thấy máu anh đang dần ít đi và có khả năng cưa sẽ không xuất hiện nữa nhanh chóng cơ thể của denji bị giữ lấy và tứ chi bị kéo mạnh nhưng anh lại vùng ra và tiếp tục tấn công vào sâu bên trong quỷ nhìn cảnh này himeno nhớ đến lời đồng đội nói những thợ săn quỷ khiến cho lũ quỷ sợ đều là những kẻ điên rồ nhiều người gia nhập để giết được quỷ súng lũ quỷ biết cách thâm nhập đầu óc của những người bình thường và khiến họ sợ hãi nhưng chúng không thể biết được kẻ điên nghĩ gì himeno nhận ra mình cũng chỉ là kẻ bình thường như bao người nên mong rằng aki cũng rời trụ sở với mình lúc đó họ sẽ không phải lo sợ sẽ đụng độ quỷ súng nữa và họ sẽ sống như những người bình thường. Tuy nhiên Denji chính là kẻ điên, dù có bị đánh ngã anh sẽ tiếp tục dùng máu của mình để sống tiếp. Lúc này cả Himelo và những người khác đều mệt mỏi, đã ba ngày trôi qua họ phải sống trong vòng lặp này. Himeno mê man tới nỗi nằm lên giường cùng Aki dù anh cùng đi nhậu, phía Denji vẫn còn vô cùng sung sức đánh nhau với quỷ. Nó đã giao nộp trái tim mình để khiến mọi chuyện kết thúc, và khi Denji chém một phát, cả sáu người đã thoát được ra ngoài. Họ tìm thấy mảnh cơ thể của quỷ súng và Denji đã ngất đi ngay sau đó. Himeno và Aki lại tiếp tục chuỗi ngày giết quỷ. Akai và Kobeni đã rút đơn xin rời nhóm do họ cảm thấy có lỗi khi họ đã có ý định muốn giết Denji. Nghe được điều này Aki nhớ ra Himeno cũng có ý định như vậy. Anh nhanh chóng tìm thấy mảnh cơ thể của quỷ súng trong xác quỷ rồi sau đó cùng Himeno phì phèo điếu thuốc. Makima đã phát hiện Denji bị quỷ nhắm tới nên điều động một lượng người đến bảo vệ sự an toàn của họ. Dường như cô biết một bí mật nào ấy của Denji. Sau đó mọi người đã có một bữa tiệc vô cùng no nê. Denji vẫn nhớ đến nụ hôn kiểu Pháp nên nói thầm với Himeno. Ngay sau đó anh đã phải giới thiệu bản thân với mọi người trong nhóm. Khi nghe đến việc Denji mới 16 tuổi ai nấy đều bất ngờ. Sau đó cả Azai và cô Benny cũng lần lượt đứng lên phát biểu. Mọi người nói chuyện người chết một cách vô tư khiến cả hai lính mới đều run sợ. Nhưng giờ Denji chỉ quan tâm đến nụ hôn đầu của mình. Ai ngờ Makima xuất hiện ngay trước mặt Denji hỏi về nụ hôn mà anh nghĩ tới. Vì không muốn Makima nhìn thấy cảnh này nên Denji đành hủy kèo lúc này aki hỏi về bí mật của denji mà chỉ mình cô biết nhưng chỉ khi uống thắng makiko mới nói ra đương nhiên không ai là đối thủ của makima himeno sau khi say xỉn đã ôm lấy mặt của denji hôn sâu trước sự chứng kiến của makima nhưng himeno không ngừng nghỉ mà cứ thế quấn lấy lưỡi của denji cuối cùng cô kết thúc bằng một bãi nôn vào chính cổ họng anh điều này khiến denji nhớ đến lúc anh còn nhỏ khi nhìn thấy lũ chuột ăn bãi nôn của mấy người say xỉn denji đã nói đó là nỗi ô nhục và giờ anh phải ngồi trong nhà vệ sinh nôn thuốc nôn tháo để khiến bản thân không nhớ về cảnh tượng trước mắt. Lúc này mọi người bắt đầu xong chuyện, Himeno đã tự ý vác Denji về phòng. Khi anh mở mắt ra cô đã ngồi ngay trên người Denji rồi hôn anh một cái, sau đó Himeno ngã xuống giường. Cô chậm chậm vuốt ve mặt của Denji trong sự ngỡ ngàng của anh. Trước đó vài giờ, Himeno thành công đưa Denji vào nhà mình, cô lôi anh lên giường ngủ sau đó vào nhà vệ sinh sửa soạn. Himeno không quên lấy thêm lon bia để uống cho tỉnh táo. Cô không nhớ vì sao mình gặp Makima, sau đó Himeno cứ thế đi vào phòng ngủ dùng môi tiếp bia cho Denji. Cô không nhớ mình là người đưa anh đến đây còn Denji thì vẫn say xỉn không biết trời đất gì. Bỗng dưng Himeno gục xuống ngay bên cạnh anh và sau đó nói rằng hãy làm. Ngay sau đó, Denji cứ để cho Himeno cởi áo của mình. Anh nhìn cô gái phía trước, thầm nín thở để Himeno cởi quần cho mình. Bỗng cô lôi từ trong túi quần một cây kẹo mút. Điều này làm Denji nhớ lại vừa nãy Makima đã lấy kẹo từ miệng mình đưa sang môi cho anh. Và đó là lúc Denji quyết định mình sẽ để dành phần quan trọng cho Makima sau khi giết được quỷ súng. Sáng hôm sau Himeno gọi Denji tỉnh dậy. Cả hai dùng bữa sáng một cách bình thường, Himeno liền bắt đầu trò chuyện với Denji, khi biết được anh thích Makima, cô liền mong muốn lập liên minh với anh, Himeno sẽ cố giúp Makima và Denji thành đôi, còn anh sẽ giúp cô có được Aki. Lúc này Makima đang trên tàu đi đến Kyoto. Cô không muốn gặp mặt những người đàn ông kia chút nào, bỗng dưng tàu đi vào một nơi tối om. Makima và đồng đội cứ thế bị bắn ngay tại chỗ, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Người của trụ sở như thường lệ gặp mặt nhau rồi cùng làm nhiệm vụ, ai nấy đều bận việc của mình. Tuy nhiên, ngay sau khi giúp được mọi người, họ đều bị bắn chết. Còn Denji và những người khác vẫn còn đang tận hưởng bữa trưa của mình. Bỗng dưng một người đàn ông lên tiếng khiến cả bốn người cùng chú ý đến. Ông ta bắt đầu kể về câu chuyện về một Yakuza buôn thuốc và bắt cóc trẻ em. Hắn dơ bức ảnh của chủ nợ Denji ra trước mặt anh. Sau đó bắn thẳng phát súng vào đầu Denji trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tất nhiên ba người còn lại cũng không ngoại lệ, Bao Ơ liền chạy ra đấm vỡ mồm tên súc sinh kia. Sau đó Aki gọi cáo đến nút chừng hắn vào bụng. Tuy nhiên cáo nói đây không phải con người cũng không phải ác quỷ, ngay lập tức trong mắt của nó bị xé toạc, một quỷ nhân có vẻ ngoài giống Denji lao tới tấn công Aki. Nhưng anh mau chóng chọc xuyên người nó, sau đó là đến nhát tiếp theo và nhát tiếp theo nữa, quỷ nhân nhanh chóng bị bóp chặt và chết aki nhìn thấy súng nhận ra ngoài cảnh sát và đội mình còn có kẻ khác đang nắm giữ món vũ khí nguy hiểm này anh bảo pao ở mau chóng đưa himeno đến bệnh viện bỗng một cô nhóc lạ mặt tóc vàng xuất hiện cô ta chỉ dùng một tay đỡ tên quỷ nhân kia sống dậy sau đó yêu cầu hắn giết aki ngay khi anh đang chuẩn bị xuất chiêu thì tên tùy nhân đã lao tới từ đằng sau đâm tóe máu aki himeno thấy tình hình không ổn liền bảo ma ra giúp nhưng nó từ chối vì biết được đối thủ rất mạnh himeno không còn cách nào khác trao thân mình cho quỷ ma nó lập tức hòa vào một với Himeno và biến thành một con quái vật nhiều tay với thân hình toàn hoa, những cánh tay liền nắm lấy quỷ nhân. Sau đó từ từ khắc chế được nó, lúc này cơ thể của Himeno cũng dần tan biến, quỷ ma bị một con rắn khổng lồ cắn đứt phăng. Cơ thể Himeno cũng vì vậy trôi vào hư không trước sự chứng kiến của Aki, trước khi biến mất. Himeno chỉ mong Aki sẽ khóc thương cho mình, cánh tay còn sót lại của quỷ ma đã khởi động đen gì. Thế là anh lại lần nữa sống dậy lao vào tấn công quỷ nhân giống mình, Taji cũng báo đảm cho đồng đội biết nơi ở hiện tại của chúng. Dường như để đối phó với Denji chúng cần thêm viện trợ, còn phía Denji vẫn đang hăng máu chiến đấu. Hai tên giơ súng chạy ra chuẩn bị bắn anh thì Denji đã nhanh chóng diệt cả hai. Anh lấy một tên ra làm con tin để khiến tên quỷ dao hoảng sợ. Nhưng dường như hắn không quan tâm mà lập tức chém đứt đôi cả hai. Quỷ dao cầm đầu của cưa trực tiếp mang về, trên những con đường khác. Thợ săn quỷ cũng đã bị giết chết, khi chúng tưởng tất cả đã chết hết. Makima đứng sau dọa sợ một phen, đến khi tàu cập bến makima vẫn bình an vô sự chỉ có những tên đã bắn họ thì trên người bị thủng một lỗ lớn makima nhanh chóng đi đến trụ sở cô vẫn bình thản bảo mọi người hãy lấy cho mình bộ quần áo mới trong lúc cô đang thay đổi mọi người đến để gọi makima ra các phạm nhân bị áp giải đến một ngôi chùa lớn họ không biết điều gì sẽ xảy ra lúc này phía những tên ám sát denji đang lôi xác anh vào trong bỗng dưng một tên cảm thấy điều gì đó khác thường ngay khi ai nấy đều đang không hiểu rốt cuộc tên này bị làm sao hắn bỗng dưng phát nổ khiến ai nấy đều hoảng sợ. Sawataji nhận thức được tình hình yêu cầu mọi người xác nhận lại cái chết của Makima. Tuy nhiên tên cầm đàm cũng bị nổ tung ngay sau đó. Lúc này Makima đang sử dụng nghi thức của chính mình. Cô nhìn những người bị bịt mắt phía trước sau đó bắt một trong số đó lặp lại một cái tên. Ngay lập tức người bị nhắc tên đều phát nổ. Dù chúng có chạy đi đâu thì Makima cũng dễ dàng khiến họ nổ tung không dấu vết. Cảnh đáng sợ này khiến ai nấy đều kinh hãi khi mọi người tháo bịt mắt ra. Những người áo trắng đã ra đi thanh thản. Lúc này khi Sawataji và tên thuộc hạ chuẩn bị rời đi, cô Benny bất ngờ xuất hiện, thì ra lúc nãy khi bị súng bắn. Chính Azai là người lấy thân mình ra đỡ đòn cho cô Benny. Cô lúc này thần hồn mất thần trí. Cô Benny cầm dao lao đến chỗ những tên khốn sau đó chém đứt tay hắn. Cô đoạt lấy súng của tên kia rồi bắn hai phát vào người hắn. Sau đó cô Benny lấy thân của Denji ra làm lá chắn đỡ đạn. Sawataji gấp rút lôi thuộc hạ rời đi may mắn lắm mới thoát khỏi sự tấn công của cô Benny. Lúc này cô ôm lấy thân trên của Denji khóc lớn. Sự ra đi của Azai khiến cô dường như phát điên. Cô mong rằng mình sẽ có thể nghỉ phép sau khi gặp Himeno. Ngay sau đó, Madoka người duy nhất sống sót đã đến sân ga báo cáo cho Makima về tình hình các đội. Không ai còn sống sót sau vụ nổ súng. Những người may mắn thoát ra đều sẽ tập hợp thành một đội và do Makima chỉ huy. Sau đó Madoka liền giao thư từ chức cho Makima. Anh không muốn phải tiếp tục vướng vào những vụ việc này nữa. Makima bình thản nhận lấy bức thư. Hai người cố vấn ở bên cạnh cũng lo lắng nói họ sẽ không tham gia vào vụ này. Sáng hôm sau, truyền hình đưa tin về vụ nổ súng thảm khốc vừa rồi. Aki tỉnh dậy trong phòng bệnh còn Denji và Bao ơ ngồi đó chăm sóc. Aki từ từ ngồi dậy, anh hỏi còn bao nhiêu người trong đội 4 là sống sót. Sau khi hay tin cô Benny và Madoka là những người sống sót duy nhất, Aki thẫn thờ. Bao ơ hiểu ý liền ra trước. Sau đó là Denji ra khỏi phòng, Aki cầm kiếm lên hỏi quỷ mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Con quỷ hiện ra và nói chỉ còn lại 2 năm, lúc này Aki từ tốn châm điếu thuốc. Khi ngọn lửa hiện ra anh nhớ đến Himeno, thuốc lá rơi ra từ mồm. Khi Aki định nhặt lên nước mắt anh tuôn rơi, Aki khóc không thành lời. Điều này đều bị Denji nhìn thấy, anh lẳng lặng ra chỗ khác, nhớ đến Himeno là người đầu tiên coi mình là bạn. Denji nhận ra mình không thể khóc, nhớ lần Pochita mất Denji đã buồn rất nhiều. Nhưng rồi anh nhận ra mình sẽ không khóc kể cả khi Pao ơ mất hay là Aki ra đi, nếu có là Makima thì Denji cũng sẽ chỉ buồn ba ngày sau đó trở lại như mới. Giờ anh mới nhận ra việc hợp thể không chỉ khiến Denji mất đi trái tim mà còn là nhân tính, anh liền quay sang nói chuyện với Power. Hai người cố vấn khác cũng đến chỗ Aki hỏi thăm tình hình, Makima đưa Denji và Power đến gặp một người đàn ông. Đó sẽ là người hướng dẫn cho họ thông qua sự nhờ vả của Makima. Ngay sau những câu hỏi tưởng chừng như không liên quan, ông ta liền đồng ý hướng dẫn và để Makima rời đi. Ngay sau đó ông ôm lấy cả hai người khiến họ gãy xương, chỉ khi uống máu thì cả hai mới trở lại bình thường. Sau khi cả hai đứng dậy, Bao đưa cho Denji một cây búa máu. Nhưng cả hai vừa xông vào đã bị ông thầy một đòn giết ngay lập tức. Xong xuôi ông vẫn bình tĩnh nhìn hai người máu chảy lên láng. Lúc này Aki không thể gọi cáo quỷ ra nữa. Vì trận chiến vừa rồi đã khiến nó vô cùng sợ hãi. Hai tên cố vấn bắt đầu gợi ý Aki có thể làm nghi thức với con quỷ mạnh hơn. Sau khi suy nghĩ Aki liền đồng ý. Thế là cả hai cùng về chuẩn bị giấy tờ. Sau khi họ vừa bước ra một cô gái lạ mặt xuất hiện khiến Aki vô cùng bất ngờ. Về phía Power và Denji sau khi bị chết đi sống lại đã không còn tỉnh táo, Power phải đập liên tiếp vào đầu anh để khiến Denji tỉnh lại. Cả hai đi trên đường lớn nghĩ đến cảnh bị giết, Power liền nghĩ ra cách sử dụng não để có thể hạ bệ ông thầy say xỉn. Thế là cả hai lại vui vẻ nghĩ ra cách giết chết ông, sáng hôm sau khi thầy cố vấn của hai người đến nhà. Cả hai đã đứng sẵn ở đó phòng bị, Power tấn công trước bằng những mũi tên máu. Ngay sau đó là Denji, nhưng anh bị đá ngã ngay sau đó, Power cũng vì mất quá nhiều máu mà lăn đùng ra thế là cả hai lại thất bại lần nữa khi denji tưởng mọi chuyện kết thúc ông thầy liền ném dao vào giữa đầu anh khiến denji bất tỉnh ngay lập tức về phía aki anh đã hồi phục và bắt đầu đi đến nơi con quỷ mạnh nhất anh kể rằng cô gái hôm qua chính là em gái của himeno người đồng đội cũ của anh khi aki đọc lên những bức thư mà himeno viết gửi gia đình anh nhận ra cô luôn nhắc đến mình trong những bức thư điều này khiến aki rơi vào trầm tư lớn lúc này họ đã đến cửa phòng giam quỷ tương lai aki từ từ bước vào trong căn phòng tối om chỉ có độc một con mắt đang nhìn chầm chầm vào Aki. Trước khi vào, vị cố vấn đã cảnh cáo anh những người lập khế ước với quỷ nếu không mất nửa tuổi thọ thì sẽ là mất đi vị thính khứu giác. Nhưng Aki không quan tâm mà tiến vào, cả hai chăm chú nhìn nhau. Một con quái vật chui ra từ bóng tối nói tương lai là tuyệt nhất, xong nó bắt Aki chui đầu vào bụng mình. Sau khi anh chui vào, con quỷ bắt đầu nhảy múa. Sau đó nó ngừng lại, quỷ tương lai nói chỉ cần để nó sống trong mắt phải của Aki thì nó sẽ lập khế ước với anh. Điều này vô cùng đơn giản vì Aki sẽ chết theo cách thảm nhất. Khi nó định nói ra tương lai của anh thì Aki ngắt lời. Anh không hề quan tâm mình sẽ sống chết ra sao mà chỉ muốn giết con quỷ súng. Anh nói quỷ tương lai hãy mau chóng chui vào mắt mình. Về phần Denji và Power, cả hai tuy bị đánh bại nhưng đã tiến bộ hơn. Ngày mai họ sẽ phải thực chiến, họ sẽ bắt tên quỷ kiếm và kẻ dùng rắn. Nếu thất bại thì đội 4 sẽ kết thúc, nhưng Denji vẫn còn ý định tha chết cho chúng vì anh nghĩ họ giúp mình mạnh hơn và sau đó Denji sẽ được hẹn hò với Makima. Đến tối, ông thầy đến gặp Makima để nói về cả hai, họ cũng bàn về nhiệm vụ lần này. Ông thầy nhận ra mục đích mà Makima nói là dối trá nhưng ông vẫn làm theo. Sáng hôm sau, nhóm của Sawataji cũng đang bàn bạc về cách giao chiến với địch, tên quỷ kiếm nghĩ về cái chết của ông mình và Denji. Điều này khiến hắn muốn moi tim anh càng nhanh càng tốt. Chúng đã nuôi một số lượng lớn zombie chỉ để tiêu diệt những thợ săn quỷ lúc này aki cũng đi cùng hai người cố vấn trước khi họ trở về kyoto một người trong số đó nói anh cũng gia nhập biệt đội vì bị quỷ súng hủy hoại cuộc đời nhưng anh không thể làm những điều như aki điều này khiến anh vô cùng khó chịu nhưng aki không hề quan tâm họ đưa anh đến trụ sở chính cả ba chào nhau lần cuối rồi hai người cố vấn rời đi maki ma lúc này cũng đã tìm ra hang ổ của những kẻ sở hữu súng tên cầm đầu vẫn vô cùng thong thả kể hết chuyện cho cô nghe họ đã lập khế ước với quỷ súng chỉ cần 20.000 yên thì quỷ súng sẽ cho chúng súng và đạn. Makima nghe xong mong muốn tên cầm đầu viết ra nội dung của bản khế ước và những người có liên quan, bao gồm cả băng đảng của hắn và những người thuộc nhóm đội khác. Thấy thế tên cầm đầu liền nói, chúng sẽ bị vạ lây nếu giúp đỡ Makima. Hắn phì phèo một điếu thuốc rồi tự hỏi Makima có biết cái ác thật sự là gì không. Tên cầm đầu châm chọc Makima rồi thả nhẹ một hơi khói thuốc vào mặt cô. Hắn nói không cần số tiền ít ỏi để bán rẻ anh em bạn bè. Thấy thế Makima liền đưa ra một bọc giấy. Trong đó là mắt của những người nhà của những tên có mặt ở đây. Một tên có ý định đánh Makima thì chỉ một ánh nhìn. Hắn đã chảy máu mũi và ngã xuống ngay lập tức. Phía thầy giáo của Denji và Pao cũng đã đưa họ, cô Benny và Aki đến. Cả bốn không có kế hoạch gì mà cứ thế xông vào. Thầy Kishibe đứng ngoài nói chuyện với những đội còn lại. Ông nói thành viên ở đội bốn vốn dĩ không phải con người. Vậy nên mong họ có thể kiểm soát chúng. Có khi mọi người sẽ phải đánh nhau với đội bốn nếu chúng mất kiểm soát. Trong đó. Một con quỷ nhân đầu cá mập có thể di chuyển khắp ngóc ngách, ngoài ra còn có quỷ nhân bạo lực. Hắn có một chiếc mặt nạ độc để có thể kìm hãm bản thân, nếu không thì mọi chuyện sẽ rắc rối. Tiếp đến là quỷ nhện, dù luôn ở hình dáng con người nhưng mỗi khi biến thành quỷ thì nó sẽ giết người không thương tiếc. Dù có thân thiện đến đâu thì cô gái ấy vẫn là một con quỷ hút máu. Tiếp đến chính là quỷ Thiên Thần. Chỉ cần chạm vào hắn thì sinh mạng sẽ bị hút vào mà không hay biết. Lúc này Aki cũng đang chém từng con quỷ một. Anh đưa khăn tay cho quỷ Thiên Thần mà không hề lo lắng tuổi thọ mình sẽ giảm. Thế là quỷ dùng cánh đỡ anh một đòn. Aki sau đó liền lệnh cho Denji và Power chia ra tìm quỷ kiếm và người điều khiển rắn. Một mình anh đi thám thính một vòng. Ngay khi một tên dùng súng xuất hiện, Aki đã nhanh chóng đánh bại hắn. Sau đó bốn tên khác cũng chui ra uy hiếp Aki, nhưng chúng đột ngột chảy máu và cứ thế ngã xuống chết. Đó chính là nhờ những gì mà Maki ma làm. Lúc này Aki đã tiến đến chỗ Sawataji. Anh không ngờ rằng ả đã thu hồi ma và dùng nó để đánh nhau với Aki. Vì quỷ ma hợp nhất với Himeno nên Aki đã có vài phút yếu lòng. Tuy nhiên anh vẫn di chuyển nhanh chóng và chặt đứt từng cánh tay của quỷ. Nhưng Aki ngay sau đó bị một cánh tay của ma nhấc bổng và bóp chặt. Sawataji ra lệnh cho nó bóp chết Aki trước khi anh có thể làm gì tiếp. Aki không thể làm gì cứ thế nhắm mắt. Anh nhớ lại lần đầu hút thuốc của mình là do Himeno đưa. Aki nhớ từng hành động của người đồng đội mình. Sau đó, quỷ ma đã thả anh ra. Một cánh tay của quỷ chia ra. Bên trong chính là điếu thuốc mà Himeno đã để dành cho Aki bên trên điếu thuốc ghi chữ Izizyven. Aki như ngộ ra điều gì đó lập tức cầm kiếm lên nhẹ nhàng đi lên người quỷ ma. Anh tiến lên đầu của con quỷ, nhớ đến Himeno và một kiếm chặt đứt đầu của nó trước sự chứng kiến của Sawataji. Khi ả ta định triệu hồi rắn thì cô Benny từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau chìa dao vào cổ Sawataji. Aki tiến đến gần hai người rồi hỏi vì sao cô Benny vẫn làm việc ở đây. Cô Benny chỉ trả lời bởi vì cô sắp được nhận lương, còn Power và Denji cũng đi lên thang máy. Tầng của họ chứa vô cùng nhiều sắc ướp, Denji nói Pao đừng gây ra tiếng động nhưng cô lại hét lớn rồi lao vào đám thây ma. Denji thấy vậy từ tốn đi lên tầng tiếp theo, để cho Pao ơ một mình đánh nhau với lũ thây ma. Cô lao vào chúng với sự phấn khích tột cùng và ngay lập tức chém bay đầu con zombie to nhất. Denji cứ vậy đi lên tầng 13. Khi anh bước ra thì quỷ kiếm và hai tên thuộc hạ của hắn đã đợi sẵn ở đó. Tên quỷ kiếm rất tức giận vì Denji đã giết ông mình và đồng đội. Hắn nói dù biến thành quỷ kiếm bản thân vẫn rất khó chịu khi giết nhầm phải zombie vì họ vốn dĩ từng là con người quỷ kiếm cho rằng denji không còn nhân tính nữa nên đã quyết định mình là người giết chết anh trước khi denji hóa thành quỷ hoàn toàn thế là cả hai lao vào đánh nhau họ sử dụng hình dạng quỷ nhân đấu với nhau rồi rơi xuống một con tàu quỷ kiếm tiếp tục tấn công dồn dập denji anh bị đánh rơi xuống khoang tàu khiến tất cả hành khách hoảng sợ nhưng quỷ kiếm vẫn tấn công denji không ngừng nghỉ hắn một phát chặt đứt tay denji sau đó là cánh tay thứ hai denji nhìn hai cánh tay bị chặt đứt im lặng quỷ kiếm cho rằng anh đã mất đi khả năng chiến đấu và mọi chuyện có thể kết thúc được rồi nhưng Denji lại một lần nữa đứng lên. Cả hai lao vào nhau, Denji bị chặt gãy mảnh cưa cuối cùng. Khi tên quỷ kiếm ngờ rằng bản thân đã chiến thắng thì cơ thể hắn bị trẻ làm đôi, thế là Denji đã giành chiến thắng. Khi trở lại hình dáng con người, tên quỷ kiếm bị trói ở giữa đường dây. Denji nghênh ngang tiến tới, anh phải đợi cảnh sát đến áp giải hắn đi. Nhưng vì đã giết Himeno nên Denji không thể để hắn sống yên ổn, thế là anh đã nghĩ ra một giải đấu. Vừa hay Aki cũng xuất hiện, Denji nói chỉ cần Aki cùng anh thi nhau đá vào bi quỷ kiếm người nào khiến hắn hét to nhất trước khi cảnh sát đến sẽ thắng cuộc Aki nghe xong gục đầu xuống nhiệm vụ của họ là bắt hắn nếu tra tấn quỷ kiếm thì chắc chắn himeno sẽ không vui nhưng khi lấy ra điếu thuốc lá khi nãy anh đứng lên và quyết định gia nhập giải đấu phía tòa nhà tất cả mọi người cũng đã giải quyết xong Aki và Denji cứ vậy thi nhau đá vào bi tên khốn giết himeno Aki coi đó chính là khúc cầu siêu anh dành cho người đồng đội cũ sau đó Makima đem mọi chuyện kể cho lãnh đạo Sawataji trước kia cũng là một thợ săn quỷ tư nhân. Chính cô ta đã lập khế ước với quỷ súng và phân phát súng cho Yakuza. Khi đang trên đường thẩm vấn, Sawataji đã bị quỷ rắn chui ra cắn đứt đầu. Và thế là với 1,4 ký sở đã thu nhập được trong tòa nhà cùng với 5 ký mà đội kiếm được thì từ giờ họ sẽ tìm được tung tích của quỷ súng, cả ba người Aki. Bao và Denji trở lại cuộc sống bình thường, đêm đến cậu cầm lấy điếu thuốc kia ra hút. Nhìn một hồi lâu Aki quyết định hút nó, chữ Easy mất đi chỉ còn để lại từ diven.